Cảm ơn anh nha. Vì cái gì vậy? Vì anh đã bảo vệ em. Anh phải bảo vệ người anh yêu, không chỉ một lần, mà là mãi mãi, suốt cuộc đời của hai đứa mình. Em có cảm động chưa? Muốn nghe nữa không? Vậy là em đã chấp nhận tình yêu của anh. Chuyện này phải để con trai chủ động, có biết chưa nhỏ? Con nghe. Hả? Chuyện gì vậy anh? Cô ba. Hello. Cô ba. Có chuyện gì mà cô ba ngồi khóc bù lu bù loa vậy? Sao? Giang phụ, giang phụ. Lại, ở đâu hả? Ở trong đi, ở trong đi. Sao không vô? Ô, có chìa khóa đấy. Ô, trèo tường. Trời. Mở cửa cho ô, bắt tại trần giang phụ, giang phụ. Mở rồi. Con đã mở mở rồi. Trời ơi, con tham hồ biết chuyện với tao. Gì vậy? Lần đi là bị hết mọi ngày đi. Gì vậy? Gì vậy? Ông kiếm gì vậy? Mua rồi, mua rồi. Ông nói gì tôi không hiểu gì hết trơn vậy. Mi dậu, anh Phiên, mua rồi. Phim nào? Tôi ngủ tối giờ có thấy phim nào đâu. Cô ba, cô la rần rần vậy mẹ thức bây giờ. Tao làm rắn. Tôi mà chưa tìm được giám phụ giám phụ là tôi nợ về. Tôi nợ đi về. Có chuyện gì mà ông sầm lên vậy? Anh ơi, một nam mô giận trai giận đàn ông về tòa tế tủ tỉ. Trời ơi, tôi không có. Ok, nói quan cho tôi.